chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, chương trình Quà Tặng Tri Thức do Trung tâm Điện máy Idea tài trợ. Hồng Vượng và Đăng Nghĩa rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Hồng Phượng ơi, anh nhớ rằng trong một chương trình Quà Tặng Tri Thức trước đây, anh em chúng ta có giới thiệu cho quý vị khán giả biết về tỉnh Bình Thuận Phan Thiết được xem là một địa điểm du lịch rất hấp dẫn. Thế nhưng ngày hôm nay anh Nghĩa còn biết thêm rằng tỉnh Bình Thuận vừa mới có thêm những kỷ lục mới của Việt Nam nữa đó. Không biết rằng em có biết là có bao nhiêu kỷ lục không? Có 9 kỷ lục đúng không? Chính xác, có tất cả là 9 kỷ lục ở tỉnh Bình Thuận vừa được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì anh em chúng ta hãy cùng nhau kể sơ qua cho quý vị khán giả biết về những kỷ lục này nha. Đúng rồi. Thưa quý vị, trước tiên là kỷ lục về trái thanh long với diện tích trồng 7.000 hecta. Bình Thuận được xem như là một nơi có diện tích trồng thanh long lớn nhất Việt Nam. Và kỷ lục thứ hai đó là thành phố Phan Thiết là nơi xuất xứ của nhiều loại nước mắm thơm ngon và đặc biệt là có thương hiệu nước mắm Liên Thành lâu đời nhất. Và tỉnh Bình Thuận còn được công nhận là một nơi có nhiều khu resort nhất, có tất cả 70 khu resort ở đây. Thứ tư là ngôi chùa Phật Quang ở Phan Thiết có mỏ gia trì bằng gỗ to nhất và lâu đời nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ năm là Bình Thuận có lễ hội Nghinh Ông, tức là Quan Thánh Đế Quân lớn nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ sáu là Phan Thiết là nơi có những đồi cát mũi né thay đổi hình dạng nhiều nhất ở Việt Nam. Kỷ lục thứ bảy là có một con rồng xanh bằng mây tre dài nhất Việt Nam, chiều dài 49m. Được bọc một lớp vải màu xanh lá cây nè, mà phải cần tới 120 người để đỡ con rồng đó và có thể múa con rồng đó trong lễ hội Nghinh Ông đó. Và kỷ lục thứ 8 đó là bãi đá cổ thạch tạo hình với nhiều màu sắc phong phú nhất ở nước ta. Và kỷ lục cuối cùng của tỉnh Bình Thuận đó là Bình Thuận có công ty Vĩnh Hảo là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trồng tảo quý spirulina, là nguồn nguyên liệu quý để mà sản xuất các loại thuốc bột hoặc là thuốc viên giúp tăng cường và duy trì sức khỏe của chúng ta. Với chính kỷ lục như thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, Phan Thiết chính là địa điểm du lịch thật tuyệt vời dành cho tất cả các du khách trong và ngoài nước, đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng mời tất cả quý vị khán giả hãy quay trở lại với chương trình Quà Tặng Tri Thức hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tuyến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn là QTTT viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cùng với mã vùng. Và 12 cuộc điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng tôi lên sóng, Đại Nghĩa và Hồng Phượng sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Thế thì còn chần chờ gì nữa nào? Quý vị hãy kết nối ngay với chúng tôi từ bây giờ nha. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời! Nằm trong một chuỗi sự kiện về thử thách 14 ngày thơm mát do nhãn hàng Comfort thực hiện, một cuộc thử nghiệm đặc biệt đã được tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Bốn bộ trang phục của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, hoa hậu Ngọc Khánh và diễn viên điện ảnh Trung Dũng đã được lựa chọn để tham gia cuộc thử nghiệm khả năng lưu giữ hương thơm trong suốt 14 ngày sau khi xả bằng sản phẩm Comfort. Quá trình giặt xả đã được thực hiện với sự chứng kiến của hội đồng trọng tài gồm chuyên gia kiểm nghiệm và phân tích mùi hương đến từ Pháp, đại diện báo chí và cả các bà nội trợ. Những bộ trang phục này sẽ được đưa vào lồng kính trong vòng 14 ngày và sẽ được kiểm chứng bởi hội đồng trọng tài và các nghệ sĩ về mức độ hương thơm còn lưu lại sau thời gian thử nghiệm. Chiếc lồng kính sử dụng cho cuộc kiểm nghiệm đã được các thành viên của hội đồng trọng tài kiểm chứng kỹ lưỡng về độ không mùi và kính hơi. Những bộ trang phục trước khi được đưa vào lồng kính này cũng đã được hội đồng trọng tài và các nghệ sĩ thẩm định và thống nhất ý kiến cho thang điểm tối đa về độ thơm mát. Tôi đã kiểm tra rất là kỹ, tất cả những bộ quần áo được xả bằng Comfort đều rất là thơm. Chính vì thế mà tôi đã cho thang điểm tối đa. Mùi hương thơm rất là dễ chịu, tôi hoàn toàn đồng ý Ngọc Khánh. Trang phục sau đó được đưa vào lồng kính, bắt đầu cuộc thử thách 14 ngày. Chiếc lồng kính đã được chính các thành viên hội đồng trọng tài và các khách mời niêm phong bằng khóa điện tử với mật mã được bảo mật và kiểm soát chặt chẽ trong suốt thời gian thử thách.
Từ góc độ của chuyên gia, tôi nhận thấy quy trình thử nghiệm thỏa mãn được các điều kiện kỹ thuật, rất khách quan và nghiêm túc. Liệu những bộ trang phục đặc biệt này có còn lưu giữ được hương thơm mát của Comfort? Đón xem kết quả kiểm nghiệm vào ngày 16 tháng 11 năm 2007. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức rất mong là đem đến niềm vui cũng như là chia sẻ những kiến thức phổ thông cùng quý vị trong những lần phát sóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào vòng 1 của trò chơi với phần tham gia của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, chúc các bạn sẽ thành công ở vòng 1 này. Đến với quà tặng tri thức thì chúng ta có tất cả 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để bấm lựa chọn đáp án. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi ở vòng 1 này. Trên mặt Hồ Gươm ở Hà Nội nhô lên mấy tiểu đảo? A. 1 tiểu đảo. B. 2 tiểu đảo. C. 3 tiểu đảo. Và D. 4 tiểu đảo. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Ở đáp án A có 22 bạn. Đáp án B có 19 bạn. Đáp án C có 7 bạn. Và cuối cùng đáp án D không có bạn nào chọn cả. Ở vòng này thì có 2 bạn đã chọn đáp án sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã công nhận kết quả của các bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với các bạn từ bây giờ. Và bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của câu hỏi này đó là đáp án nào. Đó chính là đáp án. Kính thưa các bạn, trên mặt Hồ Gươm ở Hà Nội nhô lên 2 tiểu đảo. Đó là tiểu đảo Tháp Rùa và một tiểu đảo khác là Đền Ngọc Sơn. Xin chúc mừng 19 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Và rất lấy làm tiếc phải nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi và tặng kiến thức với chúng ta. Nào, chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 19 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Gươm là một cái tên rất quen thuộc với người dân Hà Nội cũng như người dân cả đất nước Việt Nam. Nhưng nếu hỏi rằng trên Hồ Gươm có bao nhiêu tiểu đảo thì không phải ai cũng biết, đúng không tất cả quý vị và các bạn? Như thế thì chúng ta chỉ có 19 người bạn bước tiếp vào vòng tiếp theo của chương trình mà thôi. Còn những bạn còn lại, các bạn đừng buồn, bởi vì chúng tôi hy vọng rằng sẽ còn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng tìm xem vị khán giả nào sẽ là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Hồng Phượng sẽ làm công việc của mình. Hồng Phượng quay lồng cầu và sau đó đảo đều tất cả những lá thăm có trong lồng cầu và chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng. Xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà anh Nghĩa cầm trên tay là số 064669120. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Trước khi làm quen với vị chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số
không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ ba, Sony riêng một bản sắc. Logo thứ tư, Toshiba tiên phong trong công nghệ. Logo thứ năm, Hitachi cảm hứng tương lai. Logo thứ sáu, Sanyo luôn vì môi trường. Logo thứ bảy, LG vì cuộc sống tốt đẹp. Logo số 8, Olympus tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea, thưa quý vị. Và đằng sau 8 logo này dĩ nhiên chính là 8 phần quà vô cùng hấp dẫn dành tặng cho quý vị khán giả đó. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên ạ. Dạ, alo, xin chào. Alo, xin chào chị ạ. Chị dạ. Hạnh Phúc, chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên Hồ Thị Tưởng, 27 tuổi, làm việc tại nhân viên đại lý bưu điện ở Long Hải. À, chị Tưởng làm ở bưu điện Long Hải đúng không ạ? Dạ. Thế ngoài công việc ở bưu điện ra, chị có còn làm cái việc gì khác ở nhà mình nữa hay không? Dạ không, em chỉ làm việc đó thôi. À, thế dạ. Thì không biết rằng năm nay chị Tưởng đã có gia đình chưa ạ? Dạ, có rồi. À, chắc dạ. Hẳn là bây giờ gia đình chị đang ngồi quay quần kế bên chị để ủng hộ chị đến với chương trình quà tặng chính thức đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Thế thì với sự hy vọng rằng với sự ủng hộ của cả gia đình, chị sẽ giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay nha. Dạ, em cũng cố gắng. Bây giờ mời chị hãy lựa chọn một trong 8 bản logo ở đây đi ạ. Dạ, em chọn bản Hitachi. Hitachi. Dạ. Và chúng ta cùng xem phần quà là gì nào. Nồi cơm điện tử Hitachi dung tích 1 lít, có men chống dính, nắp gài, dây từ rút, nấu hẹn giờ. Nếu may mắn chị đáp đúng câu hỏi của chương trình thì phần quà này sẽ thuộc về chị. Đây là một phần quà rất dễ thương, có thể mang đến cho cả gia đình chị những bữa ăn thật là ngon. Vì vậy chị hãy cố gắng lên chị nhé. Dạ vâng. Câu hỏi dành cho chị như sau. Đất nước được gọi là quốc gia cầu vồng. A. Colombia. B. Nam Phi. C. Maroc. D. Hà Lan. Chị có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Chị ơi, chị chọn đáp án giờ rồi ạ. À, đáp án à? À, dạ. Colombia. Chị ơi, sau chị ơi, chị ơi, em xin đổi lại được không? Hết giờ rồi. Tiếc quá. À, dạ. Bây giờ đặt trường hợp nếu như chị muốn được đổi đáp án thì sẽ chọn đáp án nào ạ? Dạ, chọn Maroc. Chị chọn Maroc, đó là đáp án C đúng không? Dạ, dạ. À, nhưng mà rất tiếc thời gian đã kết thúc, chị không thể nào thay đổi đáp án của mình được. Vậy thì bây giờ chị hãy lắng nghe đáp án xem đáp án có đúng với đáp án mà chị lựa chọn hay không nha. Dạ. Đây là một quốc gia đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ cũng như ẩm thực. Đất nước này được gọi là quốc gia cầu vồng như một ẩn dụ để miêu tả sự đa dạng văn hóa mới phát triển sau khi tư tưởng phân biệt chủng tộc apartheid bị bãi bỏ. Và đây chính là đất nước Nam Phi. Đó là đáp án B chứ không phải là đáp án A. Vâng, bây giờ chị đang rất là buồn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, không sao chị ơi, bởi vì chương trình quà tặng tri thức không giới hạn số lần đăng ký của tất cả quý vị khán giả. Vì vậy chị vẫn có thể tiếp tục tham gia chương trình trong những lần sau. Và Hồng Phượng xin chúc cho chị may mắn vào lần sau ạ. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị. Chào tạm biệt vị khán giả đầu tiên của chúng ta. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường Anh Quách Hồ Ninh cùng với 19 người chơi đang chờ đợi chúng ta để cùng bước tiếp vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức là một chương trình không chỉ dành riêng cho những bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay mà còn kết nối trực tiếp với những khán giả đang xem truyền hình tại nhà. Ngồi ngay tại nhà mình vẫn có thể tham gia được chương trình quà tặng tri thức. Và quý vị có thể đăng ký chương trình vào số tổng đài 1900 1747 vào tất cả các ngày trong tuần. Rất mong được sự ủng hộ cũng như tham gia nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ trước khi đọc nội dung câu hỏi vòng 2, tôi xin phép có một câu đố vui nho nhỏ dành cho quý vị khán giả đang xem đài. Câu đố của tôi như thế này. Có hai người, một già, một trẻ đang trú mưa ở dưới một mái hiên. Người trẻ là con của người già, nhưng người già không phải là cha của người trẻ. Vậy quan hệ của họ là gì? Xin quý vị suy nghĩ và trả lời câu đố vui của chúng ta. Bây giờ thì nội dung câu hỏi vòng 2 như sau.
Bệnh mù màu không phân biệt được giữa các màu sắc nào sau đây phổ biến nhất? A. Đỏ và cam. B. Đỏ và tím. C. Đỏ và xanh lá. D. Đỏ và vàng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. À, giờ bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây, bắt đầu. 3 giây ngắn ngủi của chúng ta đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Ở đáp án A có 2 bạn. Đáp án B không có bạn nào chọn. Đáp án C có 16 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D, chỉ có 1 bạn lựa chọn mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là đáp án D. John Danton sinh năm 1766 và mất năm 1844 là một nhà vật lý người Anh. Ông là người đã phát hiện ra học thuyết nguyên tử hiện đại, cũng là người đầu tiên khám phá ra bệnh mù màu. Ông cũng bị bệnh mù màu, không phân biệt được màu đỏ với màu xanh lá. Xin chúc mừng 16 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn được tiếp tục bước vào vòng trong. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn tiếp theo của chúng ta là ai nào. Như thế là ở vòng thi này chỉ có 3 người chia tay với chúng ta mà thôi. Còn có tất cả 16 người tiếp tục nắm tay bước vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Chúng ta cùng chờ xem 16 người này còn bao nhiêu người giành phần thưởng của chương trình là 15 triệu đồng nha. Còn bây giờ thì anh Nghĩa ơi, chúng ta hãy đi tìm xem vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình hôm nay là ai nào. Được thôi, có ngay đây. Quay lòng cầu rồi đảo đều các lớp phiếu. Và Đại Nghĩa sẽ chọn một lớp phiếu nằm tuốt dưới đáy lòng. Có chưa? Có rồi. Đây rồi, đây là phiếu thăm may mắn thứ hai của chương trình. Và Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0840 90 493. Và xin phòng máy cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. À, anh Nghĩa ơi, hồi nãy thì anh Quốc Hội Ninh vừa có một câu đố nho nhỏ. Vậy thì anh Nghĩa đã nghĩ ra được đáp án chưa? À, hình như anh Ninh đố là có hai người, một già một trẻ đứng trú mưa với một khi nhà, đúng không? Mà người trẻ đó là con của người già. Nhưng mà người già thì sao? Không phải là cha của người trẻ. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ quan hệ là gì, đúng không? Theo anh Đề Nghĩa nghĩ thì chắc chắn quan hệ của họ chắc là mẹ con. Bởi vì sao? Bởi vì người già không phải là cha của người trẻ, thì có nghĩa là người già sẽ là mẹ của người trẻ. Cũng khá hợp lý ha. Thôi bây giờ vậy, anh em mình hãy đặt trường hợp mình cũng như là những quý vị khán giả lựa chọn cho mình một đáp án, để rồi sau đó đến vòng thi tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ xem anh có thể nên giải đáp câu đố đó như thế nào, coi câu trả lời của anh Nghĩa có đúng hay không nha. Còn bây giờ thì chúng ta phải làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai rồi. Alo, xin chào ạ. Alo, xin chào Hồng Phượng ạ. Xin chào chị. Vâng, xin chào chị. Chào chị. Chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Chị tên là Thị Thanh Tuyền, 38 tuổi, làm nội trợ. Xin chào chị Tuyền. Chị Tuyền ơi, chị có thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi hay không? Rất là nhiều lần coi. Vậy thì hiện giờ bên cạnh chị có những ai đang theo dõi chương trình cùng với chị ạ? Có bà nội với mấy đứa với xã. Không biết chị Tuyền đã có cháu nào chưa ạ? Có hai đứa cháu gái hai bé gái rồi. Thật là dễ thương. Thường thì những người mẹ rất tự hào về con của mình, đặc biệt là con gái nữa thì mẹ lại càng yêu thương hơn. Không biết rằng chị thấy điều gì ở hai đứa con gái của chị mà chị cảm thấy rất là tự hào? Nhí nhảnh là xinh đẹp ạ. Nhí nhảnh là xinh đẹp. Giống như mẹ của nó phải không ạ? Vâng, và trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình thì bây giờ xin mời chị hãy chọn một trong 7 bảng logo ở đây. Chị chọn logo nào ạ? LG ạ. LG. Và phần quà là gì nào? Đó là máy giặt LG. Dung tích 6,4kg, có lồng giặt bằng thép không rỉ, 3 mâm giặt phụ chống xoắn quần áo. Đại Nghĩa nghĩ rằng đây là một vật dụng rất cần thiết trong gia đình, đặc biệt đối với chị là một người nội trợ nữa, thì vật dụng này sẽ hỗ trợ chị rất nhiều trong công việc gia đình. Chị có nghĩ thế không ạ? Dạ. Đã lấy lại bình tĩnh chưa nào? Dạ rồi ạ. Câu hỏi dành cho chị như sau.
Địa phương nào ở nước ta có truyền thống dệt nón khoai thao nổi tiếng? Chỉ có 4 sự lựa chọn: A. Hà Đông, B. Hà Nội, C. Hà Tĩnh, D. Hà Nam. Chị sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Chọn Hà Đông à? Chọn Hà Đông. Đáp án A. Không biết rằng đáp án này là do chị suy nghĩ hay là có sự cố vấn của những người xung quanh? Nhờ ông xã cố vấn. Mà nếu như bây giờ chị may mắn trúng thưởng phần quà này, chị sẽ khao ông trà xã chị một chầu gì đây? Trời ơi, thật là hấp dẫn. Hấp dẫn quá. Nghe thôi mà đại nghĩa chứ ông Phượng thấy rất là thèm đó thưa chị. Vậy thì bây giờ chị hãy lắng nghe đáp án xem ông xã chị đêm nay có nhận được một phần lẩu từ chị hay không nha. Đáp án của chúng tôi như sau. Nguyên liệu dệt nón khoai thao là những sợi tơ phế phẩm sần sùi, có nổi cục, không thể dùng để dệt lụa được, nên chuyển về đây để dệt khoai thao cho các cô gái trong làng, và thường được dùng trong các lễ hội, đặc biệt là lễ hội Triều Khúc để tưởng nhớ anh hùng Phùng Hưng hay còn gọi là Bố Cái Đại Vương. Hai thôn Kẻ Đơ và Đơ Thao thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Oai, Hà Đông, nay thuộc tỉnh Hà Tây, là nơi có truyền thống dệt khoai thao nổi tiếng. Phùng Hưng và Đại Nghĩa xin được chúc mừng chị. Bây giờ thì không biết rằng bên cạnh chị, ông xã chị cũng như hai cháu bé có nói gì không ạ? Rất là mừng ạ. Và chắc chắn là... Vâng, và chắc chắn là sẽ nấu một bữa lẩu thật là ngon để đãi cả gia đình đúng không ạ? Dạ. Xin chúc chị cùng với gia đình có những giây phút thật là hạnh phúc trong những ngày cuối tuần nha. Chào tạm biệt chị ạ. Dạ, chào chương trình ạ. Thưa quý vị, tạm chia tay với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình thì bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với trường quay để cùng gặp lại anh Quách Hồ Ninh và theo dõi cuộc chơi của 16 người bạn của chúng ta. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hai vòng thi thì bước vào vòng 3 này chúng ta còn lại 16 bạn. Trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 3 này thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với 16 bạn đang có mặt tại vòng 3 này. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn đang ngồi ở máy số 8. Xin chào bạn. Chào anh Ninh ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình? Tên là Lê Thanh Bình, kế toán viên ạ. Kế toán viên. Thế thì theo bạn, câu đố vui mà tôi vừa đọc cho vị khán giả đó, thì bạn có thể trả lời được không? Tôi sẽ đọc lại nhé. Có hai người, một già, một trẻ, cùng đứng trú mưa ở một mái hiên. Thì người trẻ là con của người già, người già không phải là cha của người trẻ. Vậy thì họ quan hệ như thế nào? Nếu mà không phải cha con thì chắc là cha nuôi hoặc con nuôi. Cha nuôi và con nuôi. Rồi bây giờ cho bạn thêm một dữ liệu cho chắc cú nữa là người trẻ là con ruột của người già. Nếu vậy thì chắc là con cùng cha khác mẹ. Con cùng cha khác mẹ. Rồi, rất cảm ơn câu trả lời của bạn. Và chúng ta, tôi sẽ hỏi thêm một bạn nữa để xem chúng ta tìm ra đáp án không nha. Chào bạn. Em giới thiệu một chút về em đi. Dạ, em tên là Lâm Ngọc Bích, hiện đang học năm 2 khoa kinh tế trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kế toán kiểm toán. Theo em thì yếu tố nào quan trọng nhất để làm được cái nghề của em sau này? Dạ, theo em nghĩ yếu tố quan trọng nhất đó chính là sự nhạy bén, cẩn thận và cả tính trung thực nữa. Thế thì nhạy bén, bạn hãy thử trả lời xem câu mà hồi nãy bạn Lê Thanh Bình đã trả lời không được. Đó là quan hệ giữa họ là gì? Dạ, theo em nghĩ thì họ là hai mẹ con ạ. Hai mẹ con, đúng không nào? Quá chính xác. Người trẻ là con của người già, mà người già không phải là cha của người trẻ, chắc người già phải là mẹ của người trẻ rồi, đúng không nào? Thì cảm ơn câu trả lời rất chính xác của bạn. Và tôi mong rằng câu trả lời tiếp theo đây ở vòng 3 này bạn cũng sẽ là trả lời chính xác như vậy nha. Rồi, chúc bạn may mắn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi vòng 3. Nội dung câu hỏi vòng 3 của chúng ta như sau. Ai là chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam? A. Nguyễn Công Hoan, B. Nam Cao, C. Nguyễn Tuân, và D. Nguyên Hồng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Dạ,
giờ. Và bây giờ là 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết 3 giây rồi, để xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Ở đáp án A có 9 bạn. Đáp án B có 4 bạn. Đáp án C có 1 bạn. Và đáp án D có 2 bạn. Như vậy thì ở câu hỏi này sự lựa chọn chia đều ra cho 4 đáp án. Chúng ta xem đáp án chính xác của chúng ta. Đó chính là đáp án A. Các bạn thân mến, năm 1957, Hội Nhà Văn được thành lập. Nguyễn Công Hoan được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Như vậy, xin chúc mừng 9 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn là chủ sở hữu của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay đó là ai đây? Chúc mừng 9 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng của anh Quách Huỳnh nên là một câu hỏi về văn học. Đây không phải là một câu hỏi quá gai góc. Vì vậy có tới 9 người bạn đã đúng câu hỏi này. Còn những người bạn còn lại có lẽ họ hơi thiếu may mắn một chút xíu. Nhưng không sao, chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp lại họ trong những chương trình lần sau. Và bây giờ hãy dành thời gian cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà bằng cách quay lồng cầu để tìm xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng trở thành người chơi của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Trời ơi, anh Nghĩa ơi, Hồng Phượng hồi hộp quá, không biết rằng chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ ba này sẽ là ai đây. Đây rồi, chủ thoại may mắn thứ ba sẽ không để cho Hồng Phượng cũng như quý vị khán giả phải hồi hộp lâu. Số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0851667715. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Và xin phòng máy cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Ủa, anh Nghĩa sao vậy? Sao tự nhiên đổi thái độ là sao? Anh thấy mình tự hào quá em. Tự hào hả? Anh thấy mình giỏi ghê luôn. Giỏi hả? Ừ, anh học cái câu đố mà hồi vừa rồi của anh Quách Hồ Ninh hay không? Anh trả lời trúng chắc. Vậy thì Hồng Phượng xin được chúc mừng anh Nghĩa nha. Và Hồng Phượng xin được nhắc với anh Quách Hồ Ninh rằng kiểu này thì chắc anh Quách Hồ Ninh phải về sưu tập thêm nhiều câu đố nữa để dành tặng cho anh Nghĩa thôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Alo, xin chào. Alo. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình đi nào. Xin chào chị Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa. Em tên là Hồng Thủy, em học lớp 9 và ông đang ở quận Bình Thạnh. À, em đang học lớp 9 đúng không? À, không biết rằng trong các môn học ở trường đó thì em yêu thích nhất là môn học nào nè? Dạ, môn ngữ văn. Môn ngữ văn? À, vì sao em lại yêu thích môn ngữ văn mà không phải là môn nào khác? Dạ, em rất thích nhiều bài thơ. Nếu mà rất là thích nhiều bài có thơ tâm thì hồn, chắc rất chắn là nhạy cảm, đúng rồi, yêu thích thơ văn đúng không? Và chắc chắn rằng bạn cũng rất thuộc rất là nhiều thơ đúng không? Vậy thì bây giờ bạn có thể đọc cho mọi người nghe một bài thơ mà bạn thuộc nhất. Dạ, chỉ cần một đoạn ngắn thôi. Bài đồng, bài tình đồng chí à? Dạ. Rồi, mời em. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, chẳng phương trời chẳng hẹn quen nhau. Rất là hay. Và qua những lời đọc thơ của bạn thì Hồng Phượng thấy rằng bạn đã đủ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của chương trình rồi. Và bây giờ xin mời bạn hãy chọn một trong 6 bảng logo còn lại của chúng tôi. Em chọn bảng Sanyo. 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 Và chúng ta xem phần quà là gì nào. Đó là một chiếc máy cassette Sanyo, có một học nghe băng và một học nghe đĩa, bắt được sóng radio và có thể ghi lại chương trình mình yêu thích. Phần quà thì đã có rồi, nhưng mà phần quà này có thuộc về bạn hay không thì còn phải xem bạn có may mắn và có đáp đúng câu hỏi của chương trình hay không đã. Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Đất nước có nhiều đỉnh núi cao nhất thế giới. A. Ấn Độ. B. Indonesia. C. Canada. Và D. Nepal. Em có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho em. Bắt đầu. Dạ, đáp án D. Đáp án D đó là Nepal. Bạn chọn đáp án D. Đáp án D. D. Ừ. À.